Báo cáo cho anh Dũng, cho bạn anh Dũng ở Trương Định là hôm nay là chiều ngày 27 tháng 10 2018. Đây là bộ quay sập vắt vải sư tử 1m6 x 2m nhé. Lúc nãy thì tôi mới quay cái 1m8 2m2 rồi. Đây là hàng nghệ nhân đục vô cùng tinh xảo luôn. Ba dạ đều như nhau, chân tiền chân hậu đều như nhau, hết sức tinh xảo đúng như chiếc mẫu. Và lúc này đang là buổi chiều ngày 27 tháng 10 2018. Bên kia là cú bê của đố đó kìa. Ngày mai tôi chuyên làm về sập thôi.